thưởng 1.800, xong. Tọa độ 360, xong. Trình thiếu úy, cho lệnh bắn. Mới giờ này mà bắn gì? Giờ bắn yểm trợ cho Phượng Hoàng 23. Mẹ nó. Anh, chờ em ra coi với. Anh, cho em bắn chơi với nhà anh. Bữa nay không được đâu cưng. Xong chưa tụi bay? Mẹ cười hoài. Tới cứ ngồi yên đây, đừng nhúng nhích nghe, để anh quay lại coi. Dạ. Má Năm có sao không? Anh Tam, nổ mấy đường ra bưng, em chạy ra xem má Năm có bị sao không. Đi, coi chừng nó còn bắn nữa. Má Năm ơi, Má Năm, má Năm ơi, má Năm ơi, anh Đại, má Năm đâu? Tao đây nè. Má, nó có sao không vậy má? Đưa tay đi, con kéo lên. Tụi con kêu má quá trời, bộ má không nghe hả? Ôi, lỗ tai tao nó lùng bùng quá, tao có nghe gì đâu. Lưu đảng đâu vậy má? Má mới lượm ở dưới hầm á, chắc con Sáu làm rớt quá. Đại, con đem ra bưng con bỏ đi, để đạn nguy hiểm lắm mà con. Cho em, cái này của chị Sáu để con giữ má. Coi chừng nha con, coi cho kỹ á, cái này trái gài đó. Được coi. Trái gài. À rồi mày vô đây hồi nào? Ở ngoài sông có lính, chú Sáu kêu con vô đây lánh. Thấy pháo bắn ngoài này con ra tìm má mà. Con cũng đoán nó bắn trúng khu này, nên con trở lại coi má có sao không. Còn em mày đâu? Con để nó đứng chờ ngoài bưng. Lính ở ngoài sông, pháo bắn vô đây. Đại, coi chừng tụi nó đi càng. Không ấy mày trở ra với thằng Nghĩa đi, chứ trực thăng nó lên rồi nó biết làm sao. Vậy thôi con đi nghe. Lý ở lại mạnh khỏe nghe, cho gửi lời thăm dì Hai. Anh phải đi, trễ quá rồi. Con muốn nói gì với nó phải không? Anh Đại, anh Đại, anh thật không có gì để nói với em sao anh? Đời chinh chiến rày đi mai đó, không biết mình gặp lại nhau hay không. Anh định là ngày hòa bình anh sẽ tìm em, khi ấy sẽ nói. Thôi em vô với má đi, anh đi nghe. Hai với chị Út vô bếp kiếm chuyện gì làm cho tự nhiên. Chắc đám lính nó vô đó. Đi vô, lẹ đi.
chàng ràng đó. Chào mấy chú. Kéo mấy con ca để nấu cơm chiều. Giờ này còn đi tuần sao mấy chú? Hao lên, cản đường không thấy hả? Còn đó nói lắp dắp. Thì mấy ông hỏi tôi mới nói chứ. Mạnh tay chút, làm gì đây đây á? Mạnh thì mạnh. Tại sự với chú chứ đâu phải tại tôi. Má ông già này nghi quá. Giơ tay lên. Có bắn thì bắn mẹ đi, không thì kêu mấy cái quần lên để hoài cực kỳ quá. Tám, mày ghé vô bờ đi Tám. Sao vậy má? Cứ tắp vô đi. Để tao đi bộ ra coi ngoại lính tráng nó êm chưa. Tụi bay đợi ngang. Thì không có gì mà má không tính tới. Chà, ở ngoài đó chắc họ chờ mình dữ lắm. Mà không lẽ giờ này tụi nó còn dám đi lùng sục. Em tính gửi em ở lại với ông là em chịu không? Chừng nào mấy ông quay lại trả dầm trả sao cho tôi. Qua bên giàm có ống mà lấy về ông già ơi. Vậy là mấy ông ăn cướp chứ mượn gì. Cho một bằng cảnh cáo đi mày. Cảm ơn mấy em bắn báo động vừa qua. Tiếng súng gì vậy anh? Lính vô. Lui, lui, lui. Sao không kêu pháo dọn được? Vô như vậy ớn tới mẹ. Mẹ nó. Mấy thằng Bình Định báo cáo vùng này đã được bình định rồi. Ai pháo dọn đường cho mày nữa? Nhấn xuống đi. Lẹ lên. Lẹ lên. Phải không? Đúng rồi. Sao? Phải 2 tiếng nữa mới ra tới giàn có ống được. Hả? Hả? Trục trặc kỹ thuật. Máy thuyền không nổ phải bơi tay. Phải bơi tay. À, ráng chờ nghe. Tụi nó về tới rồi đây nè. Mau đi. Má mày với dì Út chờ muốn đỏ con mắt kìa kìa. Tám, mày bơi ra ngoài bến sông cái đi. Để mấy bà xuống cho dễ. Anh chi ướt hết vậy má? Con có sao không con? Không có sao. Vài bữa là có chạy lính chém dè một lần. Con quen rồi mà. Đừng có giỡn ngươi. Chú bị sao vậy? Nhầm nhò gì? Mày đi thay quần áo khô đi. Cảm lạnh chết bây giờ. Còn thằng Tám đâu con? Dạ, ảnh vô sau với má Năm. Ổn hết rồi. Chắc chị lo lắm hả? Lo chứ sao không mày. Thôi vô thay đồ đi. Thôi vô, sửa soạn đi để trễ. Ủa, chú sao vậy chú? Ôi, đầy sơ. Chém dạ lạnh dữ hả mày? Làm một ly cho ấm bụng đi.
lẹ đi, để ra tới ngoài trời tối lắm tụi lính nó nghi. Má đừng khóc, má khóc con khóc theo bây giờ. Mày cứ yên tâm về đơn vị đi. Khi nào tao kiếm được vợ mày, tao nhắn mày xuống sau. Dạ, để rồi con tin. Má đi đi. Các anh em du kích, quân chủ lực của Việt Cộng đang bị truy quét tận Campuchia và Hạ Lào. Hãy trở về trong chương trình bình định của chính phủ quốc gia, bạn sẽ được giúp đỡ làm lại cuộc đời. Mưa, hèn gì ngủ tôi cứ mơ màng câu hát Chu Hồ trên máy bay hồi hôm. Giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già. Mưa rỉ rả suốt cả đêm. Nước sôi rồi anh châm trà giùm em đi. Cô may suốt đêm qua. Đầu hôm định ngủ mà sao xuống thang bức rứt quá. Tối mai em phải ra trạm giao liên rồi. May cho xong để má Năm có mặt. Anh đưa em. Mưa này chắc trưa má Năm mới về. Đêm qua em bồn chồn kỳ cục lắm. Nước nóng quá tách nó nứt chứ làm sao. Em lo nghĩ chuyện đi về của má em quá chứ gì. Thôi anh đi ngủ một giấc đi. Còn chuyện cơm nước, anh đánh răng rửa mặt xong rồi anh nấu cho. Xin lỗi, tôi làm chị giật mình hả? Tôi tìm nhà má Năm phối. Hết vía, em tưởng bị kích vô. Má Năm đi chưa có về anh à? Gì đó? Không có, em nằm mơ. Tôi tên là Bảo. Tôi ở bộ đội 502. Về đây tìm má Năm nhờ má móc gia đình. Thế chị là Lý phải không? Ủa? Em gặp thằng Nghĩa. Nó chỉ đường vô nhà đây nè. Vậy là quen nhau hết rồi ha. Dạ. Thôi bỏ đồ xuống đi, ngủ nước đã. Má Năm chắc cũng sắp về tới rồi. Tụi bay đâu? Kìa, má Năm về tới kìa. Sao má? Yên ổn hết. Tàu đưa mấy bả tới bến xe đi hồi 4 giờ sáng. Có anh bộ đội kiếm má. Anh gặp anh Đại chỉ đường gì đây đó. Má, má hoàn tấm ni lông cho ấm. Con đi mưa suốt đêm qua, ướt sẵn rồi má. Mày sao vậy? Bị thương hả? Đâu có. Máu này hồi hôm con cổng thương binh. Con với thằng Nghĩa thay nhau cổng anh nó đi tìm trạm xá. Nhưng mà dọc đường anh chết rồi má. Con nói đi nào chết? Đại hả? Sao rồi? Dạ anh Đại bị pháo trộm hồi đêm chết rồi. Thằng Nghĩa đâu? Con gặp đoàn tải 29, gửi nó đi theo họ về giờ rồi. Còn anh Đại, con với Nghĩa chôn ở gò luôn. Phải khi tụi bay ráng đem về đây chôn. Giờ trên mấy cái gò đó, pháo nó dập hàng đêm, nó nằm không yên được đâu. Dài theo đây, cứ 50 thước là có một công sự. Bên kia sông là trong lá có gài trái. Đừng có dài lưỡi vô là chết à. Lý à. Lý,
Dạ. Cái thơ thằng Nghĩa đâu con? Hồi nãy mới bỏ vô trong túi áo. Con tới đây đọc cho má nghe lại cái đoạn chót coi. Hồi nãy thằng Tám nó đọc cho má nghe, mà má có nhớ nó nói gì đâu. Con gửi lại đồ kỷ niệm của chị Sáu cho má giữ. Con mang theo đồ của anh Đại. Không phải, đâu con đọc cái đoạn chót. Coi nó nói gì chuyện ông bà nội nó á. Má có đi móc gia đình cho anh Bảo, cũng khoan gặp nội con, báo tin anh con chết nghe má. Bà ở trong này đội pháo làm chi? Và lụm cụm như bà ở ngoài, gặp lính chắc tụi nó cũng không làm khó dễ gì đâu. Bà không chịu đi đâu hết á, ngày ngày cứ ra nền nhà cũ đốt nhang không à. Rồi má làm gì để sống anh Tám? Nhổ bàn đang đệm chầm lá bán, đụng đâu làm đó qua ngày vậy mà. Anh Tám nè, anh chưa liên lạc được với gia đình hả? Chưa. Bữa trước bà dì tôi mới lên, mới cho hay chỗ ở mới của vợ con tôi. Có lẽ phải nhờ má Năm đi một chuyến nữa. Lý à, chừng nào mày về đơn vị con? Tới mai nó có chuyến giao liên. Còn thằng Tám đâu? Dắt anh Bảo ra chỉ đường đi nước bước mày lá. Đường này ra vô dễ không anh Tám? Có đường nào mà dễ, nhưng má Năm xưa giờ vẫn đưa trót lọt hết á. Má vừa đưa dì tôi với mẹ của Lý về đó, nhưng bà đang mệt, với bà đang buồn về vụ Đại. Để mấy bữa bà nguôi nguôi rồi nhờ bà đi. Lý à, con sửa soạn về đơn vị cho có anh có em. Đi lẻ tẻ riết rồi tụi nó giết lần giết mòn tụi bay, như bẻ đũa từng chiếc vậy. Má tính rồi, ngay bây giờ má đi lo móc cho thằng Sĩ với thằng Bảo. Con ở nhà biểu tụi nó lo chuẩn bị sẵn các thứ đi. Còn má, má ra ngoài chú Sáu ấy, trước coi tụi lính ở ngoài sông nó có vô không. Còn tụi bay xế hả ra nha. Má, má mới về, nghỉ ngơi khỏe chút rồi hả đi. Lẩn quẩn ở nhà, nhìn đâu cũng thấy, cũng nghĩ tới thằng Đại. Như nó còn ở đây, sẵn má ghé cho nội nó hay tin, chứ trù trừ làm gì. Tụi bay ở vùng này lâu nguy hiểm lắm. Má, khoan báo tin cho ông bà nội anh Đại tốt hơn má. Con, nếu không biết tin thì sống cũng không yên lòng ngày nào đâu con à. Mà giờ này má Năm mới đi, ra tới chợ là trời tối rồi. Chắc gì con xe đi Sài Gòn. Chắc đêm nay má Năm ngủ nhà chị Hai Thảo rồi. Mà Hai Thảo là gì của má Năm vậy Lý? Vô hộ của bả đó. Từ hồi anh Hai hy sinh tới giờ chị ở vậy. Mới hỏi chứ chưa cưới, vậy mà chị không lấy chồng nữa. Chú Sáu, má Năm có trong đó không chú? Ở trọng á. Dạ. Má Năm nói đi liền chiều nay, nói tụi con chừa lại con cá lóc chảng này ra đây le rai với chú ăn mừng. Đem vô bếp đi, bà chờ tụi bay nãy giờ ở trọng á. Dạ. Chú đẻo dầm chi vậy chú? Tụi lính nó lấy của tao hết rồi. Má, má để đó con làm cho. Xong rồi con. Sao áo ướt gì mà má không hơi cho khô? Má. Má Năm. Tụi bay xong chưa? Miếng kiến để làm tin thì lần trước má cũng biết rồi đó. Nếu cần thêm thơ thì con có chuẩn bị sẵn rồi đây. Bỏ thơ đi cho bớt lùm xùm. Còn gì mày nói với nó, tao cũng biết rồi. Má Năm, thơ con giấu trong này nè. Má biết không, cái viết này là kỷ niệm của chị con, mua cho con hôm con thi tốt nghiệp trung học. Má đưa cho chị là chị nhớ liền à. Con à, bà già trầu dốt nát như má mà cầm cái viết này coi bộ không có được. Thôi, con lấy ra cho má đi.
Lý. Dạ. Lý à. Dạ. Lấy cái rổ cá của chú Sáu mang vô đây cho má con. Để dưới đất kìa con. Tám, tiếp giùm má, nhét con này vô con. À, đó, à làm khéo 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 ờ. À. À, bạn của mày nhờ má móc giùm vợ con của nó, sao không có thơ từ gì? Dạ có. Đây má. Tiền này để má đi đường, nhưng chắc không đủ đâu má. Má nên ghé nhà con trước, kêu má con lo tiền, đi móc giùm bạn con. Hoặc má ghé về nhà vợ con trước cũng được. Thôi, để rồi má tính. Coi má ghé nhà nào trước cho tiện đường. Còn tiền bạc của tụi bay đưa chắc cũng đủ rồi. Nếu thiếu á thì má ghé những nhà quen. Bảo, lấy hũ chao cho má đi. Tất cả địa chỉ của các con viết vào sau nhãn chao này, nhắn kỹ lại cho má. Tâm sĩ, mày nhét cái này vô bụng con cá nhỏ, đừng nhét vô cá lóc nha. Lý à. Dạ. Sửa soạn cho má đi con, mang áo ra cho má. Dạ. Tao về, mày đã đi rồi. Về trển mạnh giỏi nha. Giao Liên trắc trở lắm má ơi, chứ không mỗi tháng con viết thơ thăm má. Mỗi năm tao nhận của tụi bay một cái thơ là tao mừng rồi. Má, Ngụy Trang như má có trời mà biết được. Cũng may rủi à con, tụi lính nó cũng khôn vàng trời. Má đi mấy ngày má về? Độ 4-5 ngày à con. Thôi má đi nha, tụi bay. Dạ, dạ. Lý à. Dạ. Tối nay về nhớ đốt nhang bàn thờ nha con. Dạ. Má đi rồi hả bay? Dạ má Năm đi rồi. Chú Sáu à, con vô trong má Năm rồi đi luôn nghe chú. Nếu má Năm chưa đi, con ở lại. Nhưng bây giờ con tính, nếu đi sớm, hy vọng còn gặp thằng Nghĩa, an ủi nó mấy câu. Tội nghiệp quá. Chú Sáu. À, con về trống rồi đi mạnh giỏi. Đi một mình, ráng cẩn thận nghe con. Dạ. Bà con có ai chở cái gì đồ cấm rồi đó, tự miệng đem lên nha. Ông bốc hết gòn cho hộp quẹt ra cho tôi coi. Thôi đi đi. Hai hai mấy mày đi trước đi chứ tao chứ phải chưa lắm mà ai. Bữa đó. Chị Nghĩa tới đi. Bà nhà nó lên đây đi. Chở vợ nó. Này gì đi. Cái gì đó bà già? Có gì đâu, củi của tôi mà mấy chú sổ lung tung hết vậy. Xét hết chứ riêng gì bà đâu. Nồi gì đó bà? Cơm nguội chứ có gì đâu. Dạ đi đi.
Cá có bán không dì hai? Bán tôi chiều lai rai đỡ buồn coi. Mốt lãnh lương có tiền trả liền hai dì hai. Có mấy con cá đang chiều, chú muốn tôi cho, chứ bán chát gì mấy con cá quèn này. Cá nhậu chứ đâu phải kho quẹt ăn cơm đâu dì hai. Cho con lớn đi. Cái hộp vịt đừng như vậy dễ bán dùng cái để bể hết trơn hết tụi giờ. Chú kén quá. Chợ gì được không? Xong rồi đó, dì chất củi lên xuồng đi đi. Dì Năm. Con Hai Thảo có nhà không con? Chị con đang nói chuyện với con mẹ vừa béo sở trưởng trước nhà. Con mẹ già nhất thì ghét. Dì Năm qua đó ngồi chơi để con kêu chị Hai. Tánh tôi kỳ lắm. Tôi thích thì bao nhiêu tôi cũng mua. Mới cũng không ham. Con em mua cái máy mới máy hư hoài. Bán cô, lỡ vậy nó hư rồi mang tiếng. Cái máy này là của con Thu Ba để nó học mai. Vậy thì thôi. Chị Hai ơi, có người hỏi mua chén. Nói chờ chị chút đi. Không bán thì tôi không có ép. Tới chừng bán mà không kêu tôi, kêu người khác là tôi buồn à nghe. Tôi về nghe. Cô Tư về. Con mẹ kỳ, nó cứ theo đòi bán cho nó cái máy mai của con Thu Ba. Ủa, có chuyện gì mà má trở ra sớm vậy? Con à, má móc giùm cho mấy đứa mới về nó nhờ. Hoàn cảnh chia cắt của đứa nào nói ra nghe cũng đứt ruột. Phải móc nối cho tụi nó gặp gia đình. Thằng đại anh của thằng Nghĩa mà mình dắt vô hôm trước đó, nó mới chết tối qua rồi. Má muốn đi cho ông bà nội nó hay tin liền. Chuyến đi này má có thể dắt vô một hai đứa thanh niên. Ba nó sợ tụi nó bị bắt lính. Con tiếp tay với má lo chuyện đưa tụi nó vô trỏng. Má để con lo. Còn chuyện của anh Đại, má khoan báo tin cho gia đình ảnh đi. Anh Đại chết thì yên phần ảnh rồi. Ông bà già mà nghe tin chắc khổ lắm đó. Sao mày nói y như con Lý vậy? Tội nghiệp cho con nhỏ. Nói chuyện với con mẹ vừa béo sở trưởng trước nhà. Con mẹ già nhất thì ghét. Dì Năm qua đó ngồi chơi để con kêu chị Hai. Tánh tôi kỳ lắm. Tôi thích thì bao nhiêu tôi cũng mua. Mới cũng không ham. Con em mua cái máy mới máy hư hoài. Bán cô, lỡ vậy nó hư rồi mang tiếng. Cái máy này là của con Thu Ba để nó học mai. Vậy thì thôi. Chị Hai ơi, có người hỏi mua chén. Nói chờ chị chút đi. Không bán thì tôi không có ép. Tới chừng bán mà không kêu tôi, kêu người khác là tôi buồn à nghe. Tôi về nghe. Cô Tư về. Con mẹ kỳ, nó cứ theo đòi bán cho nó cái máy mai của con Thu Ba. Ủa, có chuyện gì mà má trở ra sớm vậy? Con à, má móc giùm cho mấy đứa mới về nó nhờ. Hoàn cảnh chia cắt của đứa nào nói ra nghe cũng đứt ruột. Phải móc nối cho tụi nó gặp gia đình. Thằng đại anh của thằng Nghĩa mà mình dắt vô hôm trước đó, nó mới chết tối qua rồi. Má muốn đi cho ông bà nội nó hay tin liền. Chuyến đi này má có thể dắt vô một hai đứa thanh niên. Ba nó sợ tụi nó bị bắt lính. Còn tiếp tay với má lo chuyện đưa tụi nó vô trỏng. Má để con lo. Còn chuyện của anh Đại,
Má khoan báo tin cho gia đình ảnh đi. Anh Đại chết thì yên phần ảnh rồi. Ông bà già mà nghe tin chắc khổ lắm đó. Sao mày nói y như con Lý vậy? Tội nghiệp cho con nhỏ. Thì ngày qua bình anh đâu có tìm em được nữa đâu mà nói, phải không anh? Lưu Quý, coi giấy tờ nó có hợp lệ không? Giấy miễn dịch của em hợp lệ mà. Hợp lệ, cho nó đi. Ê, bà già này tao quen mày. Chào bà Năm. Anh Tư với cô Sáu bây giờ làm tới chức vụ gì của Việt Cộng rồi bà Năm? À, cậu Rô. Hồi này cậu lạ quá, tôi nhìn cậu không ra. Tôi từ tụi nó rồi. Chiến hữu của cậu mà, cậu hỏi tôi à? Vậy chứ không theo ông già. Cũng như cậu vậy, cha anh đi kháng chiến, còn con thì... Mà bà đi đâu ra đây? Già bươn chải và làm và ăn, chứ mong gì mấy đứa con bất hiếu. Hải Quý, coi giấy tờ này. Chào bà Năm. Bác cần gì mua gì, nói cháu chỉ bác mua đồ tốt vậy mà sai. Tôi muốn mua cái kiến y như cỡ này nè, cô có không? Cái tròn này được không bác? Quay kỹ coi cô. Thằng tấm sĩ chỉ ra đây tìm con đó. Nín đi con. Nín đi con. Hãy mỗi lần tao hỏi tao mày, tao mày làm bộ mày khóc hả? Phải biết điều một chút chứ. Tiền bạc của tao là mồ hôi nước mắt, chứ đâu phải là tờ giấy lộn đâu. Tao hỏi mày lần cuối, mày không trả tao, tao thưa cảnh sát bắt mày à. Thiệt là làm ơn mắt quán. Làm ơn rồi mày khóc định gieo quán cho tao phải không? Thôi, cô dắt tôi về nhà. Nếu sự thật nhà cô không bị bán để trả nợ cho tôi, thì tôi cho cô hẹn lại thêm một tháng nữa. Chị Tư cho em cô đi liền với tôi bây giờ. Cô đi. Đi. Yeah.
con. Đừng khóc nữa con à. Phải bình tĩnh một chút chứ, coi chừng tụi nó nghi. Con không muốn khóc đâu. Tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra. Lâu nay không được tin của ảnh, tưởng ảnh làm sao rồi chứ. Ngờ đâu 16 năm rồi, bây giờ con mới gặp mặt cha. Cười gì, để coi chừng lính mà không lo. Con coi rồi, không có gì mà. Thôi, để bác đi cho kịp. Con phải nhớ kỹ lời của bác dặn. Dạ. Gọn ghẽ lại, đừng có quá lỉnh kỉnh. Dạ. Con tới chợ hỏi thăm nhà của Hai Thảo bắn chén, ai cũng biết hết. Dạ. Con, tiếp tay cho mẹ nghe con. Thôi bà đi. Chạy ra đón xe, coi kỹ coi có tụi nó lãng vảng không. Con của con bao lớn rồi? Con trai hay con gái? Tụi bị hẹn với nhau, con trai đặt tên Hòa Bình, con gái đặt tên là Thanh Bình. Con có đặt không? Dạ con trai, con đặt tên là Hòa Bình. Vậy hả? Nó giống cha nó không? Ủa, nãy giờ nó đi học sao không thấy? Kìa, không biết nó dám theo cha nó không nữa. Con coi trong thơ nó dặn còn sao. Theo má thì con cứ mang nó theo, gặp anh em bạn của cha nó rồi tính với nhau. Con sẽ đi theo má để gặp anh em của anh. Hòa Bình chết hồi 2 tuổi rồi. Lúc đó nhà nghèo quá, nó bệnh không có tiền chạy thuốc. Tội nghiệp. Vậy mà cha nó có hay biết gì đâu. Thôi thì chuyện đi mày tính sau đó thì tính. Má, mà con, mà con còn phải sắp xếp công chuyện nhà nữa. Thôi lo xong rồi hả đi. Sáng mai này dì còn ghé chợ Biên Hòa tìm một gia đình cho đứa khác. Con à, sáng mai con ghé chợ Bình Đại kịp không? Con hỏi thăm nhà con Hai Thảo bắn chén, con ở nhà nó con chờ dì. Nếu dì về không kịp á, con nói là dì Năm Phối là nó biết. Dạ. Vậy thì hay quá, con tưởng phải đi ngay. Con đừng đem đồ lùm tùm, nhà có khá, cứ cho nó tiền. Rồi nó muốn mua gì thì nó mua. Thôi dì đi nha. Chết thiệt. Quýnh quá, con quên hết. Dì đứng đây chờ con, để con lấy ít tiền gửi dì đi đường xá xa xôi. Thôi con à, để dành gửi cho nó đi con. Anh em nó có đưa má đầy đủ rồi. Dì đừng từ chối. Các anh chắc không có tiền nhiều đưa gì đi. Thôi gì, đợi con gửi ít tiền rồi ra bến xe thuê một chiếc xe lô khỏi phải chờ đợi. Chiều rồi, chắc không còn xe đâu, chờ con. Thôi con. Sao bà không ở lại chơi với cô? Tôi ghé tìm cho biết chỗ, khi khác tôi ghé tôi thăm. Bây giờ tôi có chuyện gì gấp lắm. Sao hôm nay về sớm vậy cả? Em thì nghe tôi.
Biến hóa, biến hóa, ok. Calm down. You can get to biến hóa in time. Biến hóa, ok. Bye. Hey, let's go. Nhà này đúng rồi đó bác. Bác cứ lên hỏi đi. Nhà này họ mới sửa. Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, bác kiếm tới tối cũng không được. Bác đi nha. Bà ơi, bà muốn tìm nhà ai vậy? Chắc tôi lầm rồi. Tôi muốn tìm nhà bà Chính Châu, mẹ của cô Loan và cậu Bảo. Số thì đúng, nhà khác quá. Bà Chính chết hơn một năm nay rồi, chỉ còn có cô Loan và chồng cô ở đây. Nhà cũ không còn, nhà này mới xây lại đó. Thôi bà vô nhà đi.
xe chạy đêm đâu. Bà phải mướn phòng ngủ đi, đêm ở đây lạnh lắm. Cảm ơn cô. Ủa, con chạy lòng vòng hết mấy cái nhà ngủ đi tìm bà, tưởng là đã hết hy vọng rồi. Ai về đâu. Chị Hằng Bảo sai con chạy theo hả? Không, con tự ý. Con muốn gặp anh Bảo, con cần gặp anh lắm. Chuyện lạ đời, máu mủ người ta, người ta không thương. Con ruột rà gì mà tội nghiệp. Bà không tin con sao bà? Bà cho con đi gặp anh Bảo liền nghe. Từ hồi bà chín chết đến bây giờ, con chỉ mong gặp lại anh Bảo. Con biết đây là dịp may duy nhất của con. Bà dắt con đi nghe. Con trốn đi à? Con có nói với cô Loan rồi, nhưng cổ không cản. Vả lại chồng cổ cũng muốn đuổi con lâu nay rồi. Thôi đi, đứng đi lâu sợ người ta nghi. Bà đi đâu vậy? Hả? Con cháu tôi bảo lên phòng 116. Nó mướn đây nè. Tôi nói cho bà biết, cái phòng này là phòng 119. Phòng 116 bên kia kìa. Nói chi nhiều, tống cổ bà già ra coi. Bà đi đi. Ủa, bà đi đâu? Sao nãy giờ bà không vô phòng? Mày nói mày đi mua bánh mì, mà tao chờ mày lâu quá. Tao đi kiếm lòng vòng, kiếm cái phòng này muốn chết. Thôi vô. Đi cả ngày, chắc bà mệt lắm phải không bà? À, khách sạn này có nước nóng. Bà đưa giỏ đây, con soạn đồ cho bà đi tắm, ngủ sớm, mai mình đi. Khoan con, ở đây xe tài nhất chạy mấy giờ hả con? Dạ, thứ 7 giờ. Dữ vậy là ở miệt dưới 2 giờ khuya đã có tài nhất rồi. Chà, trễ dữ mới đi được hả? Đường đèo không đi đêm được đâu. Đi đến chỗ anh Bảo chắc xa lắm hả bà? Rô, mày kiếm tao hả Rô? Lúc nãy cảnh bất tiện quá, cho nên là gặp người quen không thăm hỏi được gì. Bây giờ tôi vào đây để chào bà. Còn cổ lành đây là cái gì của bà? Bà Năm là em của bà ngoại tôi. Vậy thì đâu phải là người lạ. Mà hồi chiều này Trung tá Thăng lại than phiền rằng dạo này cô Lành có những mối quan hệ làm cho ông ấy không yên tâm. Cho nên giờ này rồi ông còn đến đây để điều tra chứ gì? Tôi 20 tuổi rồi chứ đâu còn là vị thành niên. Tôi có quyền có những mối quan hệ riêng của tôi chứ. Ông Thăng là một sĩ quan cao cấp. Nếu ông ta lo ngại vì người ăn kẻ ở trong nhà thì chính chúng tôi có trách nhiệm. Cho nên thấy cô đi với bà đây, tôi cũng muốn qua thăm hỏi. Bây giờ thì mọi việc rõ rồi. Thôi, xin kiếu.
Alo. Ty cảnh sát Đà Lạt đó phải không? Dạ. Dạ có đại quý toán đó không? Có sĩ quan trực đó không à? Không có à? Để mai tôi gọi lại nha. Cánh voi không xấu mặt nào. Thằng này nó nguy hiểm lắm. Bà cháu mình phải đi thôi. Bà ơi, mà giờ này làm gì có xe gì Sài Gòn hả ba? Bà đã có cách. Đi con. Không sợ giả đâu. Tôi già cả rồi. Hồi đám cưới tôi mua là 2 chỉ. Mấy chục năm nay rồi. Tôi đâu có đeo, không có hao mòn gì đâu. Giả đó người ta không đi đâu. Nhưng tôi giúp cho bà. Sáng mai dọc đường mà có khách thì tôi rước kiếm thêm. Nếu bà chịu thì bà lên xe đi. Bà lên đi. Tôi đi lấy canh xăng. Về đi liền nghe. Chờ tôi chút. Đi giờ này rủi gặp lính đi tuần dọc đường, thế nào nó cũng bắt mình. Tài xế họ có ăn chịu với lính hết. Họ đã nhận là kể như đi được. Bà lo gì? Mà. Nói giỡn chút thôi. Cái gì đó lên đây coi. Tôi lại định mua một thiên cây giống. Một thiên hả? Dạ. Có người quen ở Mỹ Tho muốn mua đất của em ở trỏng để làm vườn. Tạm thời họ mua một công để trồng thử chôm chôm và nhãn coi đất tốt hay xấu. Đất miệt này thì cấm cái gì xuống cũng trúng hết. 2 tháng nữa coi được là họ mua hết mẫu đất luôn. Mà họ còn muốn mua nhiều nữa kìa. Biết ai bán đất, chỉ họ là mình kiếm hoa hồng. Ủa, họ tính sao mà mua đất ở trỏng vậy? Vậy mới là biết làm ăn chứ. Nhà chương trình Bình Định cấp tốc làm vùng này trở lại an ninh, cho nên mấy cô mới mua bán được đó nghe. Nói cho vui, tôi và cô hai họ họ mua thì tôi bán 2 mẫu đất của tôi ở trỏng luôn. Mà nói họ, hễ mua thì mua nhanh. Quốc gia lấn ra đắp được đồng bào tre là tôi lên giá à nghe. Không để đóng đụng đất lên giá bán. Tôi đang cần tiền, bán được là cô hưởng hoa hồng 5% đó. Cứ tính tới đi cô hai, giới thiệu họ mua cây giống cho tôi. Bán được là tôi chia cho cô 5% nữa. Cầm chắc là xong. Chỉ phụ thuộc vào việc trồng thử này. Mai em dắt họ đi coi đất với trồng thử. Ông hội đồng có rảnh, đi luôn dắt cho họ coi đất. Tôi mà vô trống là mấy ông cắt cổ liền. Thôi để thường dân như cô lo giùm đi mà lãnh hoa hồng. Tôi đi nghe, trễ giờ làm rồi. Mai chiều chị em xuống biết tìm ông hội đồng ở đâu để mà chứng giấy. Ra nhà hội đồng mà không gặp, hỏi cô tư liệu quá thì biết. Chị cho bứng cây giùm em đi. Còn đi lo công việc của bà. Còn tới chợ hỏi thăm nhà hai Thảo nha.
con nói với nó hoặc chiều tối sáng mai bà mới về nghe không? Dạ dạ. Con đưa gì đi, đi gì lắm. Thôi được, lên xe nói chuyện, ở đây đông người kỳ quá. Đi má Năm, đi, đi má. Jim là lính công binh sắp hết hạn, con sẽ đi về Mỹ với Jim. Nó thương con thiệt tình. Nó cũng biết con vì nó mà bị gia đình bà con từ bỏ, nên thông cảm chuyện riêng của con. Con thấy việc này quan hệ nên phải đi tìm má. Má, sợ ảnh không tin Hòa Bình chết, con gửi giấy khai tử để ảnh khỏi nghi vào quán con. Còn cái này con gửi ảnh để dưỡng bệnh. Gì đây? Vàng hả? Dữ vậy? Con không thể thanh minh gì với ảnh cả. Má nói là con đã chết rồi. Nếu chết rồi, ai mà gửi mấy thứ này? Mà nói thiệt, biết nó có chịu nhận vàng này của mày không? Còn qua tay bạn bè nó nữa. Chứ tao á, tao có gặp được nó đâu. Thôi được, mày cầm lại vàng này đi, để tao nói với nó coi nó tính sao. Chuyện con quẩn khúc lắm, mà thôi nói ít gì. Dì cứ cầm vàng đó cho ảnh đi. Nếu ảnh quán con không lấy, dì để dành đó có tiền đi tới lui, rồi tìm liên lạc giúp cho người ta. Con nghĩ có khi nói được liên lạc với nhau lúc nào đó là mọi chuyện sẽ khác đi. Không bị vào hoàn cảnh như con. Thôi con phải đi đây dì. Má có đi móc gia đình cho anh Bảo, cũng khoan gặp nội con, báo tin anh con chết nghe má. Lố rồi chú, lố rồi chú, quay lại giùm đi chú. Cho ông cũng khoan gặp nội con, báo tin anh con chết nghe má. Thôi đi đi chú ơi. Thu Ba, con đóng dính cứng cái này vô đít xuồng cho gì đi. Ủa chi vậy gì? Cứ đóng đi. Vàng của gia đình người ta đi thăm không được, gửi cho một thằng ở trỏng. Bữa nay tao đi đường này lần đầu tiên, không biết ra sao nữa. Phải giấu kỹ một chút. Thôi, Thu Ba, đóng đi con. Tụi lính mà kiếm được thì giải phóng kể như thua. Tụi bay đi được rồi, tát nước một mình tao tát cũng được. Tụi bay đi cho sớm.
cô Hai Thảo cũng là người quen của em đó. Sẵn dắt bà chị họ vô làm giường rồi coi mua đất của ông hội đồng luôn đó anh. Đi. Còn giấy tờ của chị đâu? Trình Trung Quý, những người kia giấy tờ không phải ở vùng này. Có trình báo với đại diện xã rồi. Thôi cho đi đi. Nhưng trường hợp này vi phạm điều lệnh, không cho đi được. Thưa Trung Quý, bà đem theo con heo chi vậy? Đất bỏ hoang lâu quá, bữa nay mới về làm tính cúng động thổ, sợ bị quở. Ai kiểm soát được là không bày đặt. Đem vô tiếp tế cho Việt Cộng. Thuốc men và lương thực là cấm ngạc. Nể ông hội đồng, cho mang trà bánh vô cúng là được rồi. Để con heo lại cho mấy anh xử lý. Còn đi sớm mà làm, để trải tôi bình định ra là thêm khó đó. Em ít vô trọng nên quên lưỡng việc cấm đem đồ ăn. Thôi, nhờ mấy anh tính giùm. Dạ, nhờ mấy ông. Thôi đi đi, lần sau nhớ nghe. Hình như tới rồi, Tám ơi. Tới rồi anh Tám ơi. Thiệt hả mày? Chắc rồi. Tới rồi hả mày? Dạ. Gia đình tôi không có ai vào hả chị? Em là Bảo phải không? Dạ. Cô đó là người nhà của em đó. Không nhận ra à? Anh Bảo. Lành. Em phải không? Dạ. Coi chừng té. Ủa, chị Năm chưa về hả hai? Má Năm than, hổm rày tụi nó nghi gì mà bám theo bả quá. Bả đi vòng qua Tân Quý, về ngõ Dàm Cỏ, coi đường đi đó có dễ không? Vậy chắc bả cũng về tới trỏng rồi ha. Bầu cây bẹ chuối chú để riêng giùm con. Để con Lệ gì lấy đi nha. Con Lệ nhà tao nó chỉ biết ăn với trồng tỉa gì. Thiệt mà. Chú đừng làm lộn xộn giùm con. Chú gom giống nhanh giùm con.
Nói vậy tụi bay cùng cánh binh giận với con Lệ tao à? Vậy mà nào giờ tao đâu có biết. Alo, Phương Hoàng đây, Trần Gấm đâu, lên đi. Alo, Trần Gấm đây, nghe rõ. Anh đừng phụ lòng chị Loan. Thật ra những thứ này anh chưa cần lắm, em giữ dùm cho anh. Còn chuyện này em chưa kịp nói với anh. Bà Năm đã bán đôi bông tai để lo cho em đi trốn. Em nghĩ là bây giờ mình nên bán sợi dây chuyền này đi để chuộc lại đôi bông cho bà Năm. Còn hai chiếc nhẫn này chị Loan dặn anh. Dặn sao? Cất để dành làm nhẫn cưới. Sáu à, chuyến này lại có thêm một đứa nữa muốn đi theo đằng mình đó con. Ông, đôi bông tai kỷ niệm tôi đã làm việc nghĩa, tôi tin ông cũng vui lòng. Ở miệt nào đó, chắc con mình cũng được người khác giúp lại. Con nên ở nhà thêm vài năm nữa hả đi? Con đi. Má sợ, con còn nhỏ dại quá. Con đi, con chịu đựng không nổi. Con quay trở về, làm ăn nhục với chòm xóm. Má đừng sợ. Con tính đem nó theo để nhớ thù cha. Ngày nào má còn thấy nó ở đây, thì con còn nhớ là mình chưa thắng thì con chưa về. Chắc thằng Út nó bận công tác xa, nó không về nhà. Chứ đâu phải nó giận tôi phải không ông? Chị Năm ơi, chị Năm, chị có phải là bà Năm Phối không? Mẹ thằng Út On đi tập kết không? Nó về rồi, tôi tới đón chị đi thăm nó nè. Mẹ lên, theo tôi. Đi chị Năm ơi. Chờ chút chị ơi. Sao mày bắn? Bà thấy mình rồi. Rút qua bên kia rạch. Alo, alo, má tụi nó bắn lộ hết trơn rồi. Alo, luôn luôn đi. Giờ giờ lên đón ở điểm AK-23 ngay. Nghe không?
con gặp anh Út rồi. Má đi với chúng con thăm ảnh. Má. Con đưa má về Sài Gòn nghe má. Hòa bình rồi má. Má. Nghe má. Khoan, để má về dặn chuyện nhà chút đã. Chị Năm, chị Năm. Chị thấy trong mình sao chị Năm? Anh Sáu, anh đừng lo cho tôi. Tháng 6 tới, hai mình ở đoàn 27 về. Tìm hỏi em của nó. Thì nói giùm tôi tìm được rồi. Em nó hẹn Tết sẽ tìm xuống nhà Hai Thảo. Nói Hai Thảo lo dắt vô đây dùm nó. Từ Thanh về, nói vợ nó nhắn kỳ hè này đưa con nó vô đường Hồng Ngự. Anh Sao, còn thằng Chính Thu ở trên khu 2 về. Anh nói chị Năm, chị Năm nói sao chị Năm?